chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức Đông Tây của truyền hình Hậu Giang. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, kính chúc quý bà, quý chị em phụ nữ nhiều sức khỏe, luôn là những bông hoa tươi thắm để tô điểm cho gia đình và xã hội. Còn sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách ngăn chặn tuổi già. Tình ca miền sông Hậu, giai điệu của tình đất tình người miền sông Hậu ra mắt quý khán giả vào thứ năm hàng tuần. Ngày 20 tháng 10, con gái lên Facebook tìm chồng cho mẹ 55 tuổi gây sốt. Xu hướng mặc hở táo bạo của giới trẻ, ngẫm lại quan niệm về cái đẹp trong mắt người Á Đông. Tin thế giới, Ethiopia đấu tranh cho quyền trẻ em gái bằng phim hoạt hình. Mới đầu là một thông tin vui. Thưa quý vị, sinh, lão, bệnh, tử là một quá trình mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Tuy nhiên mới đây, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đến từ trường đại học Case Western Reserve đã đưa ra tuyên bố khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng. Đó là họ đã tìm ra cách để ngăn chặn quá không chỉ hiện diện ở dung mà còn ở những động vật có vú, gồm cả con người. Khi KLF giảm, các chất độc tích tụ trong tế bào dẫn tới cơ thể bị lão hóa. Do đó, bằng cách gia tăng KLF có thể giúp con người tăng tuổi thọ đáng kể. Thưa quý vị, tối qua chương trình ca nhạc Tình ca miền sông Hậu do Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh HGTV, đã mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Đây là chương trình sẽ diễn ra định kỳ vào tối thứ năm hàng tuần nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả yêu âm nhạc. Mở màn chương trình là bức tranh đồng quê Thanh Bình với đồng lúa xanh mướt đã được ca sĩ trẻ gửi gắm qua bài hát Tình lúa duyên trăng. Ca khúc đã tạo nên không khí tươi vui, nhẹ nhàng cho đêm nhạc. Trước khi đến với đêm nhạc ngày hôm nay thì Ngọc đã có một tuần lễ để chuẩn bị những hành trang để mà đến đây hát, thì chuẩn bị về khâu nhạc nè, rồi tới trang phục, rồi cũng như cả tinh thần nữa. Vì đây là lần đầu tiên mình đến với Hậu Giang, mình cảm thấy có gì đó mới lạ cũng như là một chút nôn nao. Không biết là Hậu Giang sẽ đón nhận như thế nào và mình hát trên mảnh đất Hậu Giang thì cái cảm giác sẽ như thế nào. Cảm giác nôn nao, pha lẫn chút lo lắng có lẽ là cảm giác chung của những ca sĩ trẻ. Thế nhưng, bằng tất cả tình cảm của người nghệ sĩ, những bài hát về quê hương, về tình yêu đôi lứa như Đường về hai thôn, Tình quê hay những nhớ nhung da diết khi mộng ước không thành đã được chuyển tải trong từng câu hát. Sau những cái biến cố của cuộc đời thì Tiến Hương lại nhạc Bonero đã thấm nhuần vào trong lòng của mình, và là Lý Hương đã chuyển vào cái thể loại nhạc này vì cái thể loại nhạc này là một cái thể loại nhạc bất hủ, nó sâu lắng và là nó đem đến cho Lý Hương rất là nhiều cảm xúc khi mà hát những cái dòng nhạc Bonero, những bài hát này. 60 phút trôi qua cũng là khoảng thời gian khán giả có thể lắng lòng mình ở nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi những tình cảm dồn nén lại, nhường chỗ cho giai điệu tươi vui về tình đất, tình người của miền sông Hậu. Với sự nỗ lực để trở thành kênh tin tức mạnh và giải trí có chọn lọc, truyền hình Hậu Giang đang từng bước làm mới các chương trình để phục vụ tốt hơn nhu cầu của quý khán giả xem đài. Hy vọng rằng Tình ca miền sông Hậu vào tối thứ năm hàng tuần luôn nhận được sự quan tâm cổ vũ của quý vị. Thưa quý vị, một trong những món quà không thể thiếu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam chính là hoa tươi. Và để phục vụ cho nhu cầu thị trường, chợ hoa lớn nhất Sài Gòn cũng tấp nập hơn với những chuyến xe chở hoa và dòng người mua bán cả ngày lẫn đêm. Chợ hoa mà Nhật Minh và Quỳnh Loan muốn nhắc tới chính là chợ hoa Hồ Thị Kỷ ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên tuyến đường cùng tên, có tuổi đời gần 30 năm. Từ rạng sáng để chuẩn bị cho những bó hoa tươi thắm phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam, chợ hoa lại càng nhộn nhịp hơn với những sắc hoa tươi từ mọi nơi đổ về, tạo nên một không khí sôi động giữa đêm Sài Gòn. Đây là chợ hoa đầu mối hoạt động cả ngày, nhưng tấp nập nhộn nhịp nhất là ban đêm.
Qua chủ yếu được đưa về từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây với đầy đủ chủng loại khác nhau. Sau đó, xe đẩy hàng, xe máy, xe đạp hối hả thay nhau ra vào các cửa hàng qua để đưa qua đi phân phối các nơi. Hoạt động cứ như thế diễn ra cho đến sáng. Trong khi đó, cái lạnh kèm theo những cơn mưa phùn không làm giảm đi không khí rộn ràng của thị trường hoa tại Hà Nội. Theo một số tiểu thương ở chợ hoa Quảng An, chợ bán hoa lớn nhất Hà Nội thì do thiệt hại mưa lũ, mất mùa cộng thêm ngày lễ Tết, cho nên giá bán hoa đang rất cao. Hoa ở đây chủ yếu được nhập về từ Đà Lạt và làng hoa Tây Tụ Hà Nội. Các loại hoa được ưa chuộng trong dịp 20 tháng 10 như hoa ly, hoa hướng dương giá tăng gấp 2 lần. Những bó hoa được cẩn thận gói ghém, lẵng hoa trang trí công phu cũng có giá từ 200.000 đến 500.000 đồng. Đã có chồng, có con và thấu hiểu nỗi lòng của mẹ bao năm qua đã một mình nuôi con khôn lớn. Dịp 20 tháng 10 này, một cô gái đã có món quà bất ngờ dành tặng người mẹ kính yêu của mình bằng cách tìm chồng cho mẹ thông qua mạng xã hội Facebook. Vâng, thưa quý vị, rất ít người con có thể chấp nhận cha hoặc là mẹ ruột của mình bước thêm bước nữa. Hành động của cô con gái trong thông tin sau đây sẽ khiến cho rất nhiều người trong chúng ta phải ngẫm nghĩ. Trên trang cá nhân của chị Hoàng Lê Na, Facebook Trăng Thỏ đăng tải một đoạn video chị cùng chương trình Kết Bạn Duyên thực hiện, gây nhiều xúc động cho người xem video tìm chồng cho mẹ. Theo chị Lê Na, chị làm video này với mong muốn tìm thấy một nửa yêu thương cùng mẹ đi hết quãng đời còn lại. Trong video có đoạn, Lê Na không kìm được xúc động khi nói về mong ước có một bữa cơm gia đình đầm ấm. Bên cạnh mẹ sẽ có một người đàn ông để các con được sum vầy. Video sau khi được đăng tải trên fanpage chương trình Duyên đã nhận được đông đảo sự quan tâm, đồng cảm của độc giả. Lê Na cũng chia sẻ rằng mẹ chị không hề hay biết ý định của chị cho tới khi liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi lại đến làm quen. Nhưng đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một phụ nữ. Họ âm thầm hy sinh để chăm lo cho con cái, dung dáng hạnh phúc gia đình. Nếu không nói đến thiên chức thì đây là công việc tốn rất nhiều thời gian mà không phải phái mạnh chúng ta ai cũng làm được. Chính vì những công việc không lương như thế đã khiến vai trò của phụ nữ có phần mờ nhạt hơn trong xã hội so với đàn ông. Có đến 75% những việc không tên và không được hưởng lương là do phụ nữ đảm nhận. Đây là kết quả được công bố tại hội thảo Công việc chăm sóc không lương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Action F Việt Nam công bố báo cáo nhân hưởng ứng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, phụ nữ Việt Nam trung bình dành 4,5 giờ đồng hồ mỗi ngày cho những công việc chăm sóc không lương, nhiều hơn nam giới từ 2 đến 2,5 giờ đồng hồ. Thực tế cũng cho thấy, ngay từ khi còn nhỏ, thời gian mà trẻ em gái phải bỏ ra để làm các công việc nội trợ, công việc chăm sóc nhiều gấp 3 lần trẻ em trai. Vì công việc gia đình, 20% phụ nữ cho biết họ không thể tiếp tục học tập, 20% phụ nữ không tham gia thị trường lao động. Thu nhập của họ vì thế ít hơn nam giới 20%. Hiện nay, nhà nước đã tạo mọi điều kiện giúp gia tăng sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động ở nhiều lĩnh vực. Nhưng kết quả này cần phải có sự giúp sức của đàn ông cùng chung tay gánh vác gia đình. Và trong xu thế phát triển của xã hội, phụ nữ ngày càng năng động hơn, nhưng nét đẹp truyền thống vẫn được chị em gìn giữ qua nhiều thế hệ. Điển hình là chiếc áo dài. Thưa quý vị, bộ phim Cô Ba Sài Gòn và ekip sản xuất, đạo diễn, diễn viên vừa qua đã có cuộc hành trình đến với Liên hoan phim quốc tế Busan 2017. Tại đây, đoàn làm phim đã có dịp mang những tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt lên thảm đỏ quốc tế để giới thiệu đến hàng ngàn người tham dự sự kiện lớn này. Cô Ba Sài Gòn năm nay được giới thiệu tại hạng mục A Window on Asian Cinema cùng 55 bộ phim đặc sắc đến từ các quốc gia khác với những vấn đề về văn hóa, lịch sử và xã hội đương đại. Buổi công chiếu chiều 14 tháng 10 của phim đã thu hút gần 1.000 khán giả đến thưởng thức. Đa phần đều dành những lời khen có cánh cho bộ phim tình cảm, thời trang, diễm lệ, tôn vinh tà áo dài Việt đến từ ekip. Tôi nghĩ mỗi quốc gia đều có trang phục truyền thống khác nhau và nó rất quan trọng. Dốc dáng của người phụ nữ Việt Nam rất đẹp trong trang phục áo dài và tôi được một lần mặc nó. Tôi rất thích bộ phim này vì nó thực sự rất là thời trang và tất cả diễn viên đều rất đẹp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi được chiêm ngưỡng áo dài của người Việt Nam.
Tôi nghĩ đây là một bộ phim rất rất hay để trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Tại liên hoan phim lần này, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã vinh dự nhận được giải thưởng Face of Asia Award, gương mặt châu Á, cùng những nghệ sĩ nước ngoài. Như vậy có thể thấy rằng cô ba Sài Gòn đã có buổi ra mắt đầy thành công nơi đất khách. Sắp tới đây, bộ phim sẽ chính thức công chiếu tại quê nhà Việt Nam từ ngày 10 tháng 11. Thưa quý vị, dù ở đâu khi khoác lên mình chiếc áo dài, bất cứ người phụ nữ nào cũng trông thật dịu dàng và nữ tính. Cũng vì thế mà chiếc áo dài truyền thống đã được người Việt gìn giữ bao đời nay, trở thành bảo vật của quốc gia, được bạn bè trên thế giới khen tặng. Xã hội phát triển tất yếu phải có sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. Giới trẻ Việt Nam cũng nhanh chóng chọn cho mình nhiều mẫu quần áo hợp thời trang, tiện dụng bên cạnh những trang phục truyền thống. Tuy nhiên, có một thực trạng không đẹp là ngày càng nhiều phụ nữ chọn mốt thời trang hở hang, kém giải, làm đảo lộn quan điểm về cái đẹp. Những tấm lưng trần ngoài đường phố, những kiểu áo xẻ dọc, xẻ ngang, khoét đủ chỗ. Mốt ăn mặc có phần dị hợm này ngày càng xuất hiện nhan nhản ở bất cứ đâu, kể cả nơi cần sự trang nghiêm nhất. Nhìn vào ai cũng thấy ái ngại, nhưng người mặc cứ thản nhiên xem đó là đẳng cấp thời trang. Phải chăng giới trẻ đang có những suy nghĩ lệch lạc về cái đẹp? Xu hướng mặc hở táo bạo của giới trẻ đang khiến xã hội thật sự bất an. Ở đó có sự lẫn lộn giữa cá tính và lối sống thích thể hiện, khoe khoang. Nhiều người cho rằng lối ăn mặc này xuất phát từ trào lưu thời trang khác lạ của giới nghệ sĩ. Khi tài năng không đủ thu phục công chúng thì nhiều ca sĩ chọn cách mặc nổi, càng ít giải càng tốt để gây sự chú ý. Chính điều này đã gieo rắc vào tư tưởng của giới trẻ những cách ăn mặc chẳng giống ai, miễn sao giống thần tượng của mình là được. Các công ty quảng cáo cũng ai vua theo lối ăn mặc này để lôi kéo khách hàng. Nhưng cách phơi bày thân thể ấy đang tạo hiệu ứng ngược đối với phái mạnh. Cá nhân của mình nghĩ thì để phù hợp với lại thuần phong mỹ tục của mình thì nên kín đáo một chút, cũng không nên là quá một chút làm gì cả. Bày tỏ quan điểm về ý thức chưa tốt của giới trẻ trốn trong người, tiến sĩ tâm lý Vũ Thu Hương ở Đại học Sư phạm Hà Nội nói rằng vấn đề mấu chốt của chuyện ăn mặc chính là nhận thức. Các bạn trẻ ngày càng tây hóa, song lại chưa có nền tảng để hiểu được khái niệm đúng đắn về việc này. Đúng vậy, nhận thức của mỗi người là điều rất quan trọng để việc hòa nhập không bị quà tan. Dù rằng việc ăn mặc là chuyện cá nhân, nhưng cách diện trang phục thiếu giải luôn tiềm ẩn những điều phương hại đến xã hội. Vào tháng 5 năm 2017, cư dân mạng sôi sục, bức xúc về đoạn clip xảy ra ở Hà Nội. Hai cô gái ăn bặn mát mẻ đi trên phố đã bị thanh niên trêu ghẹo, áp sát xe, giật dây áo. Các chuyên gia tâm lý đã phân tích rằng các trang phục kiểu lộ liễu sẽ làm nảy sinh tà dâm vốn đang ngủ yên trong lòng nam giới. Cũng vì những mối nguy hại này và là biểu hiện cho lối văn hóa kém cỏi, nên các nước châu Á như Hàn Quốc, Malaysia đều cấm phụ nữ ăn mặc hở hang, gây khó chịu cho người khác khi ra đường với mức phạt 900.000 đồng. Các quốc gia có nhiều chùa chiền như Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Brunei, Myanmar đều cấm phụ nữ mặc khoe thân. Người xưa vẫn thường nói, y phục xứng kỳ đức, có nghĩa là cách ăn mặc phản ánh văn hóa và nhân cách của con người. Từ bao đời nay, con gái Việt Nam đẹp vì sự kín đáo, trang nhã, sự gợi cảm đến từ tâm nết. Chọn một trang phục phù hợp không chỉ làm đẹp cho chính mình, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người xung quanh. Thưa quý vị, lựa chọn trang phục tùy thuộc vào mắt thẩm mỹ của từng người, nhưng cái đẹp thì khác, có chuẩn mực nhất định để xã hội đánh giá. Rất nhiều người chắc là sẽ đồng ý với Quỳnh Loan rằng cái đẹp trước hết phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thưa quý vị, những trận mưa lũ chỉ kéo dài 4 ngày ở các địa phương Nam Trung Bộ và Bắc Bộ đã để lại cảnh tượng tàn khốc. Người mất, tài sản mất, chẳng còn được gì.
Khi mới đây, theo báo cáo mới nhất, đến hôm qua đã ghi nhận 80 người chết và vẫn còn 23 người chưa được tìm thấy. Ngoài ra, mưa lũ làm gần 250 ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng, 2.600 nhà phải di dời khẩn cấp. Về chăn nuôi, hơn 310.000 con gia súc và gia cầm bị chết cuốn trôi. Có thể thấy, thiệt hại lần này đã gấp chục lần so với cơn bão đi qua các tỉnh miền Trung vào tháng 9 vừa qua. Hiện nay, các địa phương đang dồn sức đồng lòng khắc phục hậu quả. Trong các địa phương bị thiệt hại, Hòa Bình là tỉnh có số người chết và mất tích cao nhất với 34 người. Bên cạnh đó, tổng thiệt hại là 1.630 tỷ đồng. Chính vì thế, trong buổi họp báo sáng qua về tình hình thiệt hại do mưa lũ, ngành chức năng tỉnh cho biết đã đảm bảo an toàn các hộ dân sống gần nơi nguy hiểm khi di dời gần 4.000 hộ dân đến nơi an toàn, được cấp thuốc men, lương thực và nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, 100% diện tích lúa hoa màu đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong hôm qua, tại tỉnh Sơn La, công ty điện lực đã cấp điện trở lại cho gần 25.000 hộ dân bị ảnh hưởng do lũ quét vừa qua tại huyện Phù Yên. Tuy nhiên, vẫn còn 2.000 hộ gia đình chưa có điện. Điện lực đang nỗ lực đến 2 ngày nữa hoàn thành. Với tinh thần san sẻ khó khăn, lá lành đùm lá rách, nhiều địa phương đã và đang vận động hỗ trợ đồng bào lũ lụt. Tại Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký công điện hỗ trợ ban đầu 3 tỷ đồng cho 5 tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại nặng do bão lũ gây ra trong thời gian vừa qua. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Ninh Bình 1 tỷ đồng, các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La và tỉnh Yên Bái mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhằm chung tay với người dân vùng lũ khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã có thư ngỏ thay mặt lãnh đạo tỉnh này, trân trọng kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh cùng góp sức hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt vượt qua tình cảnh khó khăn. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cứu trợ khẩn cấp cho các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt tại Việt Nam, đáp ứng các nhu cầu nhân đạo tại các vùng thiên tai. Hoạt động cứu trợ đã được tiến hành thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Hàng cứu trợ bao gồm mùng mền, nước sạch và tấm tải nhựa. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, ảnh hưởng của những cơn mưa lớn mấy ngày nay cũng khiến tình hình sạt lở trở nên nghiêm trọng hơn. Tại Đồng Nai, mới đây, một phần đất đồi ở ấp 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú bị sạt lở, làm 5 căn nhà sập, rất may không xảy ra thiệt hại về người. Trong khi đó, sạt lở bờ sông cũng ngày càng phức tạp. Chiều qua, Phòng Cảnh sát Đường Thủy, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hệ thống cầu dẫn bến phà Cần Thơ cũ đã bị chìm. Theo thông tin từ người dân phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, thì tại khu vực bến phà Cần Thơ, bờ Vĩnh Long có nguy cơ sạt lở rất cao và chính quyền địa phương đã cấm biển cảnh báo để người dân không được đến gần, phòng tránh tai nạn xảy ra do sạt lở. Còn tại Khánh Hòa, bờ sông Cái đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ ngày càng phức tạp và tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trong thời gian dài. Mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định ưu tiên bố trí hàng trăm tỷ đồng để khẩn trương đầu tư xây dựng các bờ kè chống sạt lở cho con sông lớn nhất của địa phương này. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa dự kiến đầu tư xây dựng 41 tuyến kè bảo vệ bờ. Bên cạnh việc xây dựng bờ kè, tỉnh Khánh Hòa cũng tập trung ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép cát con sông này, đồng thời dừng cấp phép khai thác cát trên sông Cái, đoạn từ xã Diên Lâm thuộc huyện Diên Khánh về phía hạ nguồn đoạn qua thành phố Nha Trang do bờ sông Cái đã có nhiều điểm bị sạt lở. Phúc thẩm vụ nhận hối lộ của nhóm thanh tra giao thông Cần Thơ, các bị cáo đều cúi đầu nhận tội. Căn nhà ở Sài Gòn cháy nổ dữ dội sau trận cãi vã của hai vợ chồng. Giải thưởng danh giá Oscar, những điều thú vị ít người biết. Như chúng tôi đã thông tin nhanh trong chương trình Đường dây nóng online phát sóng vào 9 giờ sáng hôm qua, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tại công ty VinPharma với việc nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H Capita 500 chữa bệnh ung thư kém chất lượng. Vụ án đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tại phiên tòa, tất cả bị cáo đều kháng cáo kêu oan.
trong đó Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế SNC, người làm giấy tờ thông hành cho những lô thuốc trên, cho rằng không biết giấy tờ giả, chỉ làm môi giới. Còn Nguyễn Minh Hùng cho biết số tiền 7 tỷ 500 triệu đồng chỉ nhằm mục đích chi cho công tác bán hàng chứ không phải là chi qua hồng cho các bác sĩ. Riêng các bị cáo là cấp dưới của Hùng đều xin giảm nhẹ hình phạt vì các bị cáo chỉ là nhân viên làm công ăn lương và làm theo chỉ thị của cấp trên. Trong phiên xét xử hôm qua, đại diện Bộ Y tế và Bộ Công Thương đều vắng mặt không lý do. Dự kiến phiên xét xử phúc thẩm sẽ tiếp tục trong hôm nay 20 tháng 10. Vào ngày 19 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mở phiên xét xử lưu động tại thành phố Cần Thơ vụ 7 thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cùng với 2 đồng phạm nhận tiền hối lộ bảo kê xe quá tải. Đây là vụ án gây sự chú ý đặc biệt của dư luận và ngành thanh tra giao thông cả nước khi chỉ vì muốn kiếm tiền mà các bị cáo đã câu kết thành một nhóm chuyên nhận tiền của nhiều doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm luật để không kiểm tra xử lý theo quy định. Bản án sơ thẩm xác định Đoàn Phú Duy, nguyên đội trưởng đội thanh tra giao thông số 11, được xác định là người cầm đầu, đã câu kết với cò Nguyễn Văn Cần nhận tiền hối lộ của 57 doanh nghiệp và cá nhân, nhiều nhất, với số tiền lên đến 2 tỷ 800 triệu đồng. Suốt từ năm 2013 đến năm 2016, cò Cần đã giúp Duy nhận tiền thông qua 6 tài khoản, trong đó Cần hưởng lợi 71 triệu đồng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ, 7 thanh tra giao thông với sự hỗ trợ của cò Cần và An đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong lĩnh vực xử phạt vi phạm luật giao thông đường bộ để nhận khoảng 4 tỷ 100 triệu đồng của nhiều doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải. Trong phần trả lời xét hỏi của hội đồng xét xử, đa số các bị cáo, nguyên là cán bộ thanh tra giao thông Cần Thơ, đều thừa nhận có nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải. Chỉ duy nhất bị cáo Đoàn Vũ Di cho rằng bản án sơ thẩm tuyên bị cáo tù chung thân là quá nặng. Bị cáo Duy cho rằng bị cáo chỉ nhận trên 500 triệu đồng chứ không phải 2 tỷ 800 triệu đồng như cơ quan điều tra quy kết. Riêng hai bị cáo là cò Trần Tường An và Nguyễn Văn Cần thì thừa nhận chỉ là người nhận tiền giùm. Số tiền này các bị cáo không được hưởng trọn mà chỉ hưởng con số rất ít. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục. Với thủ đoạn ra tay tàn độc giết người để cướp tài sản, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Trần Hữu Dũng, 36 tuổi, ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, với mức án tử hình. Vụ án xảy ra xuất phát từ việc bị hại có quen biết trước với Dũng nên rủ cùng nhau đi mua trâu. Sau khi đồng ý mua trâu và đặt tiền cọc xong gần 21 triệu đồng, cả hai trở về. Khi đi ngang đoạn đường vắng với ý định cướp tài sản từ trước, Dũng đã thủ dao sẵn trong người và bất ngờ đâm bạn đi cùng nhiều nhát đến chết, rồi lục lấy số tiền hơn 3 triệu đồng cùng điện thoại. Sau đó quay lại lấy tiền cọc mua trâu. Sau 4 giờ truy xét, lần theo manh mối, cảnh sát bắt giữ Trần Hữu Dũng tại nhà riêng. Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh ngày hôm qua cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ đánh bạc tại một khu đầm nuôi tôm thuộc địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, vào khoảng hơn 17 giờ ngày 18 tháng 10, lực lượng công an bất ngờ ập vào, phát hiện tại đây một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ đánh bạc, gần 200 triệu đồng tiền mặt, đồng thời tạm giữ 9 xe ô tô, 16 xe máy các loại cùng với một số đồ vật tài sản khác có liên quan. Cơ quan công an cũng đã tiến hành lập biên bản và đưa 27 đối tượng có liên quan về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ. Thêm một sự cố từ Cần Cẩu vừa xảy ra vào chiều qua tại một công trình xây dựng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Cần cẩu gia đập vào trụ sở một ngân hàng gây hư hỏng trụ sở và xe ô tô. Rất may không có thương vong về người. Sự cố xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang xuất hiện mưa dông mạnh. Một tay cần cẩu của công trình xây dựng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 bất ngờ gia đập vào trụ sở ngân hàng cạnh bên, khiến nhiều mảng tường bê tông rơi xuống đất. May mắn vào lúc này khu vực bên dưới vắng người qua lại nên không có thương vong. Cần cẩu gia đập cũng gây lo lắng bởi bên cạnh công trình xây dựng vừa xảy ra sự cố là một trường mầm non. Vụ việc này cũng thêm một lần nữa báo động về tình trạng mất an toàn trong việc sử dụng cần cẩu tại các công trình xây dựng. Hàng loạt ô tô xe máy lưu thông trên đường DT743 đoạn qua phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương liên tục gặp tai nạn do đoạn đường này xuất hiện nhiều khố tử thần. Đây là một minh chứng. Trưa ngày 19 tháng 10, chiếc xe container đầu kéo này đã bị sụp hố khiến cho thùng xe bị lật xuống đường. Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ngay sau đó cũng cho biết
Khoảng 18 giờ cùng ngày, một chiếc xe tải chở bia khác cũng bị sập hố tử thần ở khu vực này rồi lật ngang ra đường khiến giao thông ùn ứ hơn 1 tiếng đồng hồ. Thưa quý vị, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, người dân sinh sống tại đường Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực này đã xảy ra một vụ cháy khiến hai người bị bỏng. Theo đó, vào khoảng thời gian trên, người dân nghe tiếng cự cãi bên trong căn nhà bán quần áo số 911/10. Sau đó thì có một tiếng nổ, khói tỏa ra dữ dội và tiếng kêu cứu của người bên trong. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 11 đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy, phá cửa cứu hai nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Cảnh sát cho biết nhiều khả năng vụ cháy là chủ nhà tự đốt. Cùng thời điểm trên, tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cháy nhà vắng chủ. Theo cảnh sát, đây là nhà của ông Lê Văn Tâm. Vụ cháy xảy ra khi cả nhà của ông Tâm đi làm và khóa cửa bên ngoài. Ngay sau đó, người dân đã đi tìm và phát hiện khói đen bốc ra từ các ô thông gió. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 đã điều 2 xe cùng với 15 cán bộ chiến sĩ trong 20 phút và làm mát các nhà liền chách để chống nổ sập dây chuyền. Khám nghiệm hiện trường ban đầu xác định lửa xuất phát từ phòng ngủ cháy lan ra. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ. Trưa ngày 19 tháng 10, quán karaoke Kingdom đóng ở phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy từ tầng 4 rồi lan dần lên nóc. Nhận được tin báo, hơn 20 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thị xã Kỳ Anh, khu kinh tế Dũng Án và hai xe cứu hỏa cùng trang thiết bị tiếp cận hiện trường tham gia dập lửa. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được khống chế. Một nhân viên của quán cho biết, thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, trong quán không có khách nên không gây thiệt hại về người. Nhiều đồ dùng điện tử, loa máy tại tầng 4 quán này bị thiêu rụi, thiệt hại chưa được thống kê. Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 10, Bộ Quốc phòng đã ký kết bàn giao khu đất rộng hơn 7.300 m² ở phía tây của sân bay Tân Sơn Nhất cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu đất quan trọng để cho thành phố có thể phát triển hạ tầng giao thông, góp phần kéo giảm tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Khu đất có diện tích 7.379 m², nằm ven hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất, cạnh đường Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, do hai đơn vị của Bộ Quốc phòng quản lý. Trong đó, Quân chủng Phòng không Không quân quản lý 6.530 m² và Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô quản lý 849 m². Việc bàn giao đất quốc phòng cho thành phố Hồ Chí Minh lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm, chủ trương, quan điểm nhất quán của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh với kinh tế, văn hóa xã hội. Diện tích đất quốc phòng được bàn giao cũng giúp cho thành phố Hồ Chí Minh có thêm quỹ đất thực hiện chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc ở khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất, một phần do đường xá hạn chế. Sau vụ phát hiện heo bị tiêm thuốc an thần ở cơ sở giết mổ Xuyên Á, huyện Củ Chi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn thành phố theo đúng tiến độ. Thành phố đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan chủ động làm việc với các chủ đầu tư nhà máy giết mổ công nghiệp về tiến độ thực hiện dự án, đề xuất đưa ra khỏi phương án quy hoạch giết mổ đối với các chủ đầu tư không chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý dự án hoặc các chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục pháp lý nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch chung của thành phố. Cùng với việc thúc đẩy xây dựng nhà máy giết mổ công nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố để không xảy ra vụ việc tương tự như vụ ở lò mổ Xuyên Á. Thời gian gần đây, những hộ chăn nuôi cừu trên địa bàn vùng cao Ninh Thuận đang hết sức phấn khởi khi mà giá cừu đang tăng mạnh so với năm trước. Được biết, nguyên nhân giá tăng là do ảnh hưởng của thời tiết hạn hán năm 2016, làm cho một số con cừu bị chết, dẫn đến mặt hàng này trở nên khan hiếm trên thị trường. Mặt khác, sản phẩm này đang được ưa chuộng cho nên giá cừu nhảy vọt. Hiện tại, trên thị trường, ngoài thịt cừu vỗ béo tăng giá, các loại cừu thịt khác cũng tăng cao. Cụ thể, cừu thịt cái hiện có giá 50.000 đồng một ký,
tăng 20.000 đồng một ký so với năm trước. Giá cừu thịt đực 75.000 đồng một ký, tăng 20 đến 25.000 đồng một ký. Trung bình mỗi con cừu thịt có trọng lượng từ 25 đến 30 kg một con. Sau khi xuất bán, người nuôi có thu nhập từ 1 triệu 700.000 đến 2 triệu 500.000 đồng một con cừu thịt. Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2017, tại tháp Bô Long Ca Gai ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đồng bào dân tộc Chăm đã rất phấn khởi khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức công bố và đón nhận bằng chứng nhận lễ hội KT của người Chăm Ninh Thuận được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa của cộng đồng người Chăm. Lễ hội không chỉ gắn với đền tháp cổ kính mà còn gắn với các lĩnh vực khác của văn hóa Chăm như đồ cúng tế, y phục, nhạc cụ, những bài thánh ca, ca ngợi vua hiền có công với nước với dân. Lễ hội KT được diễn ra hàng năm vào đầu tháng 7 âm Chăm lịch để tưởng nhớ các vị linh thần đã phù hộ cho xóm làng yên bình, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức họp báo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 sẽ diễn ra tại thành phố này từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 11 sắp tới. Với khẩu hiệu xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 là sự kiện văn hóa quốc gia năm 2017, đồng thời cũng là sự kiện văn hóa quốc tế để chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Một trong những nét mới của kỳ liên hoan này là giải thưởng phim ASEAN lần đầu tiên cho Việt Nam khởi xướng và đăng cai. Và phim truyện điện ảnh và cổ Hoài Lan đã được chọn để tranh tài với các bộ phim của các quốc gia ASEAN khác. Trong gần 80 tác phẩm dự thi, ban giám khảo sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao một giải thưởng bông sen vàng, hai giải bông sen bạc và hai giải thưởng của ban giám khảo đối với từng thể loại phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Dự kiến Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 sẽ quy tụ 800 nghệ sĩ, các nhà quản lý sản xuất, phát hành trong nước và khoảng 50 đại biểu quốc tế. Thưa quý vị, thông tin ông trùm Hollywood Harvey Weinstein bị đuổi khỏi tổ chức trao giải Oscar vì quấy rối tình dục gần đây đã thu hút sự quan tâm của khán giả trong lĩnh vực điện ảnh. Weinstein là người điều hành Miramax và The Weinstein Company, hai công ty đã có các bộ phim nhận được hơn 300 đề cử Oscar và đoạt 5 giải phim hay nhất. Bản thân của ông này cũng từng đoạt giải Oscar vào năm 1999. Trong lịch sử 90 năm, Viện Hàn Lâm Mỹ từng trục xuất một thành viên khác do đã phát tán các bản phim dự tranh Oscar vào năm 2004. Như vậy, Harvey Weinstein là người đầu tiên bị loại vì vấn đề đạo đức. Danh tiếng của một ông trùm giờ đã trở thành tai tiếng. Còn tổ chức trao giải Oscar càng thêm sáng giá vì đã loại một người không đủ tư cách. Tiếp nối sự quan tâm của quý khán giả đối với bộ môn nghệ thuật thứ bảy mà đỉnh cao chính là giải Oscar, chúng tôi xin giới thiệu loạt phóng sự tìm hiểu về một trong những giải thưởng danh giá nhất hành tinh này. Đầu tiên là những thú vị có thể chúng ta chưa biết về giải Oscar. Oscar được chế tạo bởi bàn tay của các nghệ nhân thuộc xưởng đúc mỹ thuật Felix Hollis, Mỹ, cao 24 cm, nặng hơn 3,8 kg và được mạ bằng vàng 24 carat. Mỗi chiếc tượng Oscar hoàn thành cần tới 12 người làm việc trong vòng 20 giờ. Nếu chủ nhân tượng Oscar muốn bán bức tượng của mình thì phải bán nó cho Viện Hàn Lâm trước tiên với giá $1. Tượng Oscar được mô phỏng theo một người có thật. Vào năm 1928, ông Cedric Gibbons, giám đốc nghệ thuật của hãng MGM, đã giao nhiệm vụ thiết kế chiếc cúp dành cho người chiến thắng. Sau khi được vợ giới thiệu đạo diễn diễn viên người Mexico Emilio N. Indio Fernandez, Gibbons đã cố thuyết phục anh này tạo dáng trong tư thế không mảnh vải che thân. Và từ đó, tượng vàng Oscar được ra đời. Tuy nhiên, nguồn gốc của tên gọi tượng vàng Oscar đến nay vẫn chưa ai biết được. Giải Oscar được bầu chọn như thế nào? 7 nhà thành viên Viện Hàn Lâm Mỹ cùng chọn người chiến thắng ở các hạng mục.
riêng giải phim hay nhất cần đạt trên 50% tổng phiếu bầu. Một người khi nhận được đề cử hoặc thắng giải Oscar các năm trước sẽ được mời làm thành viên của Viện Hàn Lâm trong năm sau. Người nhỏ tuổi nhất đoạt giải Oscar, Tatum O'Neal là người nhỏ tuổi nhất đoạt giải trong lịch sử Oscar. Cô bé đánh bật các tên tuổi khác để chiến thắng ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim Paper Moon vào năm 1973 khi vừa tròn 10 tuổi. Người lớn tuổi nhất đoạt giải Oscar năm 2013 ở tuổi 82, Christopher Plummer chiến thắng ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim Beginners. Lord of the Rings, The Return of the King, Chúa tể của những chiếc nhẫn, Sự trở lại của nhà vua, là bộ phim chiến thắng ở tất cả hạng mục được đề cử tại lễ trao giải Oscar lần thứ 76. Bộ phim nhận được tổng cộng tới 12 tượng vàng. Còn Walt Disney là người giành được nhiều giải Oscar nhất trong lịch sử với tổng cộng 26 giải. Số khán giả truyền hình kỷ lục, thường có hơn 1 tỷ người trên thế giới theo dõi đêm trao giải Oscar. Chính vì vậy, cứ 30 giây quảng cáo giữa chương trình trao giải Oscar sẽ phải trả cho kênh truyền hình độc quyền NBC trực thuộc tập đoàn Walt Disney là 835.000 đô la Mỹ. Không chỉ có những con số hào nhoáng, bên trong giải Oscar còn rất nhiều bí mật sẽ được chúng tôi bật mí trong phóng sự tiếp theo, lịch sử của giải Oscar. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi. Trước khi đến với phần tin Thế giới chuyển động với những tin tức mới nhất, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, từ hôm nay thì mưa ở các tỉnh Trung Bộ sẽ giảm nhanh, nhưng khu vực Nam Bộ vẫn phổ biến duy trì hình thái thời tiết nắng mưa đan xen. Như ở Cần Thơ, Hậu Giang, ngày nắng gián đoạn, nhưng do thời tiết vẫn chịu ảnh hưởng từ khối khí lạnh từ phía Bắc lấn xuống và giải hội tụ nhiệt đới nên trong ngày vẫn còn xuất hiện mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 32 độ. Còn Vĩnh Long, Đồng Tháp cũng phổ biến kiểu thời tiết ngày nắng, từ trưa trời bắt đầu chuyển nhiều mây, có mưa. Khu vực ven biển bao gồm các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, nhiều khả năng có mưa dừa, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 30 cho đến 31 độ. Theo Trung tâm từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thì mưa có thể kéo dài từ chiều tối đến đêm, nên những hoạt động ngoài trời để chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 có thể bị gián đoạn. Quý vị nên lưu ý. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những tin tức tiếp theo, tai nạn ô tô gây nhiều thương vong tại Ukraine. Năm 2017 được dự đoán là năm nóng kỷ lục. Ethiopia đấu tranh cho quyền trẻ em gái bằng phim hoạt hình. Thưa quý vị, Ấn Độ thường xuyên phải chứng kiến những tai nạn cháy nổ tại các nhà máy và cửa hàng bắn pháo hoa. Nguyên nhân chủ yếu do các tiêu chuẩn an toàn không được đảm bảo. Vào tối 18 tháng 10, ít nhất 8 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ cháy nổ xảy ra ở quận Balasore tại một nhà máy pháo hoa ở bang Odisha thuộc miền đông nước này. Nguồn tin an ninh tại Balasore cho biết 8 người trong số một đó thì có một trẻ nhỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ. Ngoài ra, có 12 người khác bị bỏng. Thi thể 6 nạn nhân đã được tìm thấy gần địa điểm xảy ra tai nạn. Hai người khác tử vong tại bệnh viện. Còn tại Ukraine, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ tai nạn ô tô xảy ra ở thành phố Kharkov vào tối ngày 18 tháng 10. Cảnh sát địa phương cho biết tài xế là một người phụ nữ 20 tuổi đã điều khiển một chiếc xe thể thao đa dụng SUV vượt đèn đỏ và đâm vào một chiếc xe khác. Vụ va chạm đã khiến cho chiếc xe SUV bị đẩy lên vỉa hè và đâm vào tổng cộng 11 người đi bộ. Có 2 trong số 6 người bị thương đang ở trong giai đoạn nguy kịch. Hiện cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ trên để tiến hành điều tra. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với giá trị dinh dưỡng cao và hương vị thơm ngon, hào biển là món ăn ưa thích của rất nhiều người. Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ tiến hành thí nghiệm tại vùng biển Baltic và kết quả cho thấy những loài có vỏ cứng dưới biển, đặc biệt là hào, sản sinh ra tới 10% lượng khí thải gây nóng lên toàn cầu tại khu vực này.
Các nhà khoa học lo ngại việc nuôi hào quy mô lớn để phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm có thể khiến tình trạng khí hậu trở nên trầm trọng. Dự báo tới năm 2100, nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ tăng thêm 2 độ C so với thời điểm hiện tại. Đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều nguyên nhân khác khiến cho năm 2017 có thể sẽ là một trong 3 năm nóng nhất trên toàn cầu trong gần 140 năm qua. Đây là dự báo được Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ đưa ra vào ngày hôm qua, trong bối cảnh nhiệt độ trái đất trong 9 tháng đầu năm nay được ghi nhận ở mức cao kỷ lục. Theo báo cáo tháng 9 của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, trong 9 tháng đầu năm nay, nhiệt độ bề mặt đại dương và trên đất liền trái đất đã tăng 0,87 độ C so với mức trung bình 14,1 độ C của thế kỷ 20. Nếu tính từ năm 1880, đây là chỉ số cao thứ hai trong giai đoạn 9 tháng đầu năm, chỉ sau năm kỷ lục 2016, vốn có mức tăng 0,94 độ C. Dựa trên số liệu này, năm 2017 có thể là một trong 3 năm nóng nhất trong vòng 137 năm qua. Ngoài ra, tháng 9 vừa qua cũng là một trong 4 tháng nóng nhất trong lịch sử. Giới chuyên gia cũng cảnh báo, trong những năm tới, 50% dân số thế giới sẽ phải đối mặt với những đợt nắng nóng nghiêm trọng ít nhất mỗi năm một lần. Trong đó, 25% phải hứng chịu các đợt nắng nóng có thể gây chết người. Theo các nhà khoa học, các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với nhân loại là không thể tránh khỏi, ngay cả khi đạt được mục tiêu chính của Hiệp định Paris là giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thưa quý vị, với tên gọi AlphaGo Zero, AI mới được hé lộ của Google có khả năng học cách chơi cờ vây một cách độc lập, tự tích lũy kinh nghiệm bằng cách tự chơi với chính mình, thay vì sử dụng dữ liệu từ những kỳ thủ chuyên nghiệp như các thế hệ trước. AlphaGo thế hệ mới của mình mang tên AlphaGo Zero, nói rằng nó thậm chí còn mạnh hơn trước và có thể coi là kỳ thủ cờ vây vĩ đại nhất trong lịch sử. Theo công ty, Zero đã tự dạy chính mình cách chơi cờ vây bằng cách chơi với chính mình, trong khi các phiên bản trước của AlphaGo học hỏi bằng cách nghiên cứu những dữ liệu thu thập từ những người chơi là con người. Trí tuệ nhân tạo có thể chưa được thông minh như chúng ta, nhưng AlphaGo Zero là một dấu hiệu rằng AI học rất nhanh. Có lẽ vấn đề lớn nhất bây giờ là chúng ta sẽ phải làm gì khi ngày AI tiếp quản mọi công việc, một tương lai tất yếu xảy đến. Thưa quý vị, bạo lực giới tính và sự phân biệt đối xử phổ biến rộng rãi ở Ethiopia cũng như ở nhiều nơi trên thế giới. Chỉ có 57% các cô gái người Ethiopia ở độ tuổi từ 15 đến 24 có thể đọc và viết. Và cứ mỗi năm cô gái buộc phải kết hôn trước khi họ 15 tuổi. Khoảng một nửa số cô gái và phụ nữ chưa bao giờ được nhận bất cứ một loại hình thức giáo dục nào. Góp phần cải thiện tình trạng trên, một sản phẩm sáng tạo của WeKids Workshop, phim hoạt hình Tape Up Girl đã ra đời. Tape Up Girl nhẹ nhàng làm tan chảy sự im lặng xung quanh những vấn đề bình đẳng giới theo những cách vui vẻ và hấp dẫn. Hy vọng tạo ra sự hiểu biết tốt hơn về nhu cầu và mối quan tâm của các cô gái người Ethiopia. Sự chăm chú trên gương mặt những đứa trẻ. Môi trường này đang chiếu cho học sinh xem bộ phim hoạt hình Tape Up Girl. Tape Up Girl mô tả một nhóm gồm 3 siêu anh hùng trẻ, những người hợp nhất để giúp đỡ và bảo vệ cộng đồng người Ethiopia an toàn hơn khi các cô gái bị bạo lực và phân biệt đối xử về giới. Chúng tôi sẽ chiếu phim về nhiều địa điểm khác nhau ở Ethiopia. Các em sẽ thấy được nhiều bé phải khóc vì những chuyện xảy ra, những điều mà chạm đến trái tim của các em và khiến cho các em cảm thấy được kết nối, gần gũi với chúng tôi. Sau mỗi lần xem phim, thì các học sinh phản hồi những điều thích và không thích ở bộ phim, cũng như những gì họ muốn được xem ở tiếp theo. Em thấy thật tuyệt khi có thể biết được những vấn đề các bạn gái gặp phải. Em chưa từng được xem điều như thế này trước đó. Tôi nghĩ đến việc làm thế nào để giúp đỡ cho hàng triệu trẻ em trong nước thu nhập thấp nhưng lại được hưởng nền giáo dục tốt. Tigamu cho biết hầu hết các chương trình truyền hình dành cho trẻ em có sẵn trên khắp châu Phi đều được nhập từ phương Tây, đánh mất dấu ấn khi chạm vào các vấn đề về văn hóa và xã hội, ảnh hưởng đến các cô gái ở châu Phi. Tuy nhiên, Tape Up Girl đã đặt những cô gái người Ethiopia ở trung tâm cuộc hội thoại, cho thấy những phụ nữ trẻ mạnh mẽ đang chống lại bất công và khẳng định giá trị của họ.
Khi tôi hỏi con tôi tại sao thích bộ phim hoạt hình đó, thì chúng bảo là bây giờ chúng đã có bộ phim hoạt hình của người Ethiopia, nơi mà ngôn ngữ của chúng được sử dụng. Mùa đầu tiên của Type of Girls hiện chỉ có sẵn thông qua các buổi trình chiếu tại các trường học và các sự kiện xung quanh Ethiopia. Tuy nhiên, Wizkid Workshop hiện đang phát sóng bộ truyện cho các nhà quảng bá trên khắp đất nước và trên khắp châu Phi để thu hút được đông đảo khán giả. Type of Girls cũng được xuất bản dưới dạng truyện tranh mà trẻ em và gia đình có thể đọc và nghe ở nhà. Một mùa thứ hai của Type of Girls đã được lên kế hoạch với 13 tập phim truyền hình và 13 tập phát thanh. Chương trình tin tức Đông Tây đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.